thành phố Nha Trang. Đây là ngã tư với lại Nguyễn Hương với lại Ngô Đức Kế. Tại đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức món bánh canh cứu đói rất là nổi tiếng ở thành phố Nha Trang mà ai cũng biết. Rất là bình dân, rất rẻ. Đây là cái nồi bánh canh cứu đói rất là to. Bạn có thể thấy. Cho nào đâu thôi. Đây là cá. Cá các bạn. Sạch ra. Đây là cá nguyên miếng. Quán chỉ là bên góc lề đường. Có mấy bàn ghế và tấm bạc che của các bạn, nhưng mà rất là đông khách, rất là nhiều người đến ăn thưởng thức, và cũng được đại đa số người ta biết đến rất là đông. Các bạn thấy đây, quán chỉ là một cái máy bạc và vài bộ bàn ghế kê bên đường, bên những bên nhà thôi, nhưng mà rất là đông. Các bạn nghe thấy cách đây tô muỗng đĩa và để gia vị là để sẵn cái trên bàn, và bà chủ đi vào một chỗ để mà múc cho những thực khách tới ăn bánh canh. Là gần 28 năm rồi cô. Tết xong là 28 năm. Hay mỗi ngày là mình mấy giờ mình mở ra mình bán và mấy giờ mình dọn cô? Mỗi bánh đồng dọn. 10 rưỡi sáng hả cô? Là dọn ra. Sáng. Bắt đầu dọn 2 giờ đó. Là khoảng mấy giờ là mình dẹp cô? Bỏ ra cái này cũng là một tháng mình đi. Cô khoảng mấy giờ là mình dẹp? Tôi bữa thì không đó. Ăn 10 tô có 5.000 rẻ rồi. Cô bánh canh đây gọi là bánh canh gì cô? Bánh canh cứu đói, vì sao là tên gọi vậy cô? Đó là học sinh nó đặt cho nó ban cái tương tự là cứu đói. Từ lúc mình bán là lúc đó giá còn bao nhiêu một tô cô à? 500 đồng một tô. Bây giờ là giá bao nhiêu một tô cô? Bây giờ là 5.000 một tô. Là giá lên là gấp 10 rồi đó. 5.000 gấp 10 mà hai mấy năm mà. Là 28 năm. Có năm gì? Cô ơi, cho hỏi là cô tên gì ạ? Anh Sơn. Quán bánh canh cô Sương. Cô Sơn. Sơn các bạn. Còn gọi là bánh canh cứu đói, đấy là nổi tiếng ở Nha Trang. Đây là chả cá sắc mỏng rồi. Đây, người dân biển rất là quen thuộc với cái món này. Đây, người phụ đang múc qua bánh canh cho khách các bạn. Tôi chỉ có giá 5.000 thôi. Thì giá thời giờ rất là rẻ. Chị ơi, cho em hỏi là chị ăn bánh canh đây bao lâu rồi chị? 28 năm rồi. Chị là hơn 28 tuổi rồi đó. Bốn mấy rồi. Bốn mấy tuổi rồi phải ăn. Ăn rồi, em bé mà. Yeah. Bây giờ mà 28 năm rồi. Biết ăn đúng không? Em tô nữa. Chị thấy bánh canh ở đây nó so với bánh canh chỗ khác như thế nào chị? Em tô nữa. Con tô nữa. Ngon em. Dạ. Nhưng mà quan trọng là rẻ chứ phải không chị? Rẻ, chất lượng. Dạ. Đây khách ta vừa ăn thêm tô nè các bạn. Ăn là 2 tô lận. Quan trọng đẹp cái tô nè. Rất là hiếm. Đó là tô. Tới ăn có thể ăn 1-2 tô hay là 3 tô đều thích. Gia vị sẵn trên bàn và có thể thêm vào trong sẵn tô một trước mặt mình. Đây là thực khách đã ăn rất là lâu năm ở quán cô Sơn rồi, cũng bánh canh cứu đói. Đây thực khách đã gọi thêm tô thứ hai các bạn. Đây những khách đã quen tới thường ăn 2-3 tô không ạ. Bây giờ cô Sơn đang ngồi là chủ quán. Ở khách mà ăn cao nhất ở đây là một người ăn bao nhiêu tô cô Sơn? 17 tô. 17 tô là kỷ lục quá rồi cô. Còn 5.000 500. Nó còn bây giờ thì ăn là 3-4 tô nó lên rồi. Dạ dạ. 2-3 tô thôi chứ. Dạ. Đâu có tối nhiều xưa nữa ăn nhiều. Dạ. Rồi, cô cảm ơn cô. Đây, ông chủ quán đây các bạn.
chủ quán đang đứng canh khách và canh xe. Từ cầu Trần Phú chạy ra em khoảng bao nhiêu km? Đây là quán bánh canh cứu đói nổi tiếng ở Nha Trang, quán canh cứu đói đầu tiên. Xe khách và khách có thể ngồi bên lòng lề đường. Thì đây là cái một cái đặc thù của nét văn hóa riêng của người dân Nha Trang. Bánh canh bán từ thời còn 500 đồng tô và bây giờ là 5.000 đồng tô. Đấy, thấy khách ngồi rất là đông. Bà chủ và được phụ liên tục múc bánh canh cho khách. Vì bánh canh cứu đói thì giá rất là bình dân, rất là rẻ cho những người lao động, những người có thu nhập thấp ăn hàng ngày. Quán mở ra từ 10 giờ rưỡi sáng và có thể là 5-6 chiều mới hết nha các bạn. Bộ khách tới đây toàn gọi thêm 2-3 tô không ạ. Dọc theo con đường Nguyễn Huân, con đường này là đường cục, khách đang chờ mua về đây. Gia vị thêm cho trong tô bánh canh cứu đói của mình. Em ơi, cho anh hỏi là em ăn ở đây bao lâu rồi em? Là khoảng bao lâu rồi, khoảng mấy năm? Em ăn lúc mà nó mở đây. Đây mở hai mấy năm rồi mà em? À, em biết tới quán này là bao lâu rồi?
À, béo đỏ. Cho cái biết khoảng là bao nhiêu năm ta? Từ khi em đi ra là được 3 năm. À, 3 năm. Mình có hai ghế đây không em? Em thích ở quán là ở điểm nào em? Là trẻ hả? Nó ngon hay là hay thấy hương vị thế nào em? Nhưng mà cũng rẻ rồi chứ em ha. Rồi. Đây khách mới về gọi hai tô bánh canh. Bạn có thể thấy lượng khách quán này rất là đông. Vì chả cá ngon nè, rẻ nè, bình dân nè và rất là quen thuộc. Qua làm luôn tay rất là nhanh vì lượng khách kế quán rất là đông. Đây, đây ra rất là đông các em học sinh sau những giờ học các bạn. Đây là chả cá viên của quán bánh canh chả viên á. Chả viên của bánh canh Chú Đói các bạn. Đây. Chả khách tôi nha em nha, mọi người chẳng ngồi được.